bạn món ngon bùng vị. Hương ớt chín xu mới, bùng vị phở bún miến. Thanh xà. Bắt xà. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Lo trả lời kìa, cứ khẹt 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 khẹt. Chừng nào vậy nè, vậy nè là không không không. Xà ngữ. Xà ngữ. Dạ lên. Âm tiếng em. Tiếng em. Ủa. Trời ơi, đồ cái đầu vô chi rồi, giờ não không hoạt động được. Trời ơi, mất não rồi. Red. Chính xác. Hay quá. Hay à. Em hay quá. Hay quá. Mời đi. Cái đó là cái dễ nhất. Thật luôn. Thật sự là em hiểu luật chơi không? Hiểu. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kẹn đi, kẹn đi em ơi, kẹn đi. Thôi đi mà. Thôi đi. Gì vậy? Thế lấy gì vậy? Lấy đại đi. Không phải, không phải Lần Sơn. Lần Sơn sai đó. Hà Tĩnh. Lạng Sơn là đáp án chính xác. Xin mời đến bên em. Yeah. Xin mời đến bên em. Giáng sinh thật đẹp. Hương ớt chín xu mới, bùng vị phở bún miến. Biết gì không? Biết gì hết trơn. Anh Giang thắng. Anh Giang biết nhiều. Em không biết gì hết trơn. Thắng thì được cái gì? Được cái gì? Tất cả đều ngủ chung với nhau. Đi chơi này chi? Chơi để nhận lộc đầu năm mới. À, lộc lì xì đó. Hơn thua đi. Lì xì có bằng hiện kim không à? Hay là hiện vật ạ? Lì xì bằng hiện kim. Wow. Lì xì bằng hiện kim. Wow. Thanh xà. Bắt xà. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Lo trả lời kìa, cứ khẹt 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 khẹt. Chừng nào vậy nè, vậy nè là không không không. Xà ngữ. Xà ngữ. Nơi nào được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ? Trời, dễ dễ. Tẹt tẹt. Đà Lạt. Tìm. Tìm. Tìm đi. Rết. Dạ lên. Âm tiếng em. Tiếng em. Ủa. Trời ơi, đồ cái đầu vô chi rồi, giờ não không hoạt động được. Trời ơi, mất não rồi. Rết. Chính xác. Hay quá. Hay à. Em hay quá. Hay quá. Mời đi. Cái đó là cái dễ nhất. Thật luôn. Thật sự là em hiểu luật chơi không? Hiểu. Xin mời lượt thứ hai. Em với anh Giang. Ok. Hi Jennifer. Jennifer con. Em thấy Jennifer mẹ. Đây là tỉnh nào? Đêm rồi, đã đêm rồi, còn chơi hỏi kiến thức nữa, trời ơi. À, ý. Anh biết chưa? Ôi, cái cặp này giống đi vô siêu thị tiện lợi quá ha. Vô bị đặt lửa lửa lửa. Đi siêu thị hay gì? Là cái gì vậy? Phú Yên. Phú Yên là đáp án chính xác. Phú Ông với Phú Yên. Hay quá. Hơn thua, hơn thua. Chú Sáu, cố lên. Chú Bảy ra chơi chú Sáu. Rồi. Mình vô tri chung với nhau chơi được. Đúng rồi. Đây là tên tỉnh thành nào?
Trời ơi, kế bên đây. Trời ơi, kế bên đây. Từ. Bỏ ra đi. Thôi ơi. Bỏ ra đi. Thôi ơi. Thôi. Hay vậy. Hết rồi. Xong rồi. Ôi, tôi Ngô Chính Huy thành ngốc nghếch. Trời thơ là Cần Thơ. Hay quá. Nhiều trời giỏi thiệt. Con này giỏi quá. Yeah. Trời hay. Hãy xem chí khôn của ta đây. Thôi vừa thôi, vừa thôi. Hiếu. Dạ. Hiếu. Trời ơi, thằng em tôi, ráng lên nào. Nơi nào có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Quen quá ta. Đồng đang có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Tô Thị, có nàng Tô Thị. Tô Thị, nhớ Tô Thị là quen nhất. Hiếu. Ê. Gì vậy? Kẹn đi, kẹn đi em ơi, kẹn đi. Thôi đi mà. Thôi đi. Gì vậy? Hiếu lấy gì vậy? Lấy đại đi. Không phải Lần Sơn. Lần Sơn sai đó. Hà Tĩnh. Lạng Sơn là đáp án chính xác. Thôi đến bên em. Yeah. Thôi đến bên em. Dạ anh xuân thật đẹp. Đây là tỉnh nào? Ê, kể bên luôn. Kể bên. Ê, nhìn anh nè, nhìn anh nè. Nhìn anh nè. Buồn ra Lâm, cái gì vậy Lâm? Thôi Lâm ơi. Cái chuyện của tụi em. Chuyện của tụi em. Em mắc cười quá. Em từ từ. Chuyện của tụi em, anh bu Lâm ơi. Anh mắc cười quá. Trời ơi. Sao cắn chị chạy nổi? Sao cắn tôi? Lắm, lắm, lắm. Đồng Tháp là đáp án chính xác. Quá trời. Tỉnh nào đất tổ Hùng Vương? Rồi nhìn anh nè, nhìn anh nè, nhìn anh nè. Đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Trời ơi, sao không thấy được. Rồi. Đáp án là gì ạ? Chính xác. Yeah, chúng tôi lại thắng nữa rồi bà con ơi. Ra đây mà coi. Đi. Ủa hay quá vậy. Áp lực đè nặng. Anh chậm thôi cho em theo rồi đi. Rồi. Anh chậm thôi. À ok. Đã biết em không có suy nghĩ nhanh rồi mà anh làm cho em rối. Đây là tỉnh nào? Anh Dương Lâm. Anh Dương Lâm. Anh ơi, anh bắt quyền của tôi. Quê hương mệt mệt mệt. Anh ơi. Chào đón một người con rất hài. Trở về quê hương thăm mẹ cha bác con Lạng Sơn. Tìm cái cánh ai cánh hài. Giờ này người ta thì đừng chết. Này bà con ơi. Rồi. Lắm sao có hung nữa. Chạy ra coi. Nắm đầu, nắm đầu. Đổ siêu thị em anh ơi. Hay quá. Đó là Đồng Nai. Chính xác. Thanh xà. Bạch xà. Đây là tỉnh nào? Nhân đôi. Tỉnh nhân đôi. Biết rồi em biết rồi. Quá dễ. Quá dễ luôn. Có bạch xà. Sao sơn bụi chuối sao. Em biết từ trước rồi mà em không thấy. Nhưng đó. Mà em lùng. Em không thấy. Gì vậy? Dạ, đó chính là Cao Bằng. Đáp án của bạn chính xác. Tỉnh nào nổi tiếng Hội Liêm, khúc ca Quan Họ, Con Tim Say Lòng. Trời ơi.
Về hồi liêm em mặc áo the, chẳng đi gút mọc đội nón quai tao. Hay quá. Trời mình ơi, mình tỉnh táo không mày ơi? Lẹ mắt. Trời ơi. Đáp án của bạn là gì? Tiên Quang. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Tuấn ơi, Tuấn. Tuấn ơi, Tuấn. Đâu mà biết chưa mà cầm chính xác vậy? Trời ơi, Hà Tĩnh. Gì vậy? Không phải. Bất tỉnh, tôi bất tỉnh. Trời ơi, trời ơi, đây. Hay quá Huy ơi. Hay quá. Đọc lớn hô vang giùm em nào. Rõ ràng đó là Hưng Yên. Chưa chính xác. Chưa chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Bắt. Em biết mà, em biết mà. Trời ơi. Em biết mà, người ta lấy hai lần sai mà em biết mà. Em người ta hai ba lần mà em không lấy được một lần tấn. Ủa không phải, em kiếm chỗ Bắc Ninh không có. Đáp án của bạn là gì? Bắc Ninh à, đúng không? Chính xác. Về đi chú Sáu ơi. Anh Tấn, em kiếm ra rồi. Em đang về tới kia rồi. Ác mộng. Có một cái gì đó che mặt anh. Ghê quá. Nếu người thắng ta sẽ cắn ngư. Nếu người thắng ta sẽ cắn ngư. Đây là tỉnh nào? Hay quá em ơi. Ôi con thanh xà vô dụng. Đây sao đậu tôi chán vậy ta? Anh nhiều. Anh nhường không á, anh chưa chán á. Mẹ già ra rồi, anh bạch xà ra chơi mẹ. Đây là tỉnh nào? Đê, không thấy y. Anh ơi, anh đừng có rời ấy em. Em bỏ anh á. Anh biết mà anh không thấy được. Đâu, em. Nó khó thấy thiệt. Xuân đà đen. Có. Hôm bữa, em thấy. Em ơi, anh lên đầu em rồi. Đất ơi. Kìa. Đáp án là gì ạ? Yên Bái ạ. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Hỏi kiếm nữa. Anh này. Ủa lấy rồi hả? Ngu dốt đi về. Tại sao dở quá vậy hả? Sao chơi dở quá vậy? Bạch xa. Để anh lấy hai viên. Mời em. Hả? Chị, hồi nãy anh ta tán vô đầu chị. Tán vô đầu chị. Em hất tay anh đó. Sao anh cọc? Mắt gì cọc? Trời ơi, tôi không có nói gì luôn đó nha. Thôi, sáng em nhịn anh lắm rồi đó. Nhịn cái gì vậy? Nhịn gì vậy? Nhịn anh lắm. Tại sao vậy? Tại nhịn nói gì? Anh em xấu. Không xấu nha. Nè, anh nói em nghe, em lúc nào cũng đẹp. Em đẹp từ lông mày đến mắt mũi miệng luôn. Ai mà nói em xấu tán vô cho mà. Thôi, chơi đi mà. Thôi. Thôi, chơi đi mà. Thôi. Đây là tỉnh nào? Quốc Phú. À, một tiền. Một cái làm chảnh lên non, ba cái chùm lại lên hồ núi cao. Bớt điên chú Sáu. Đúng rồi. Gia Lai. Chưa chính xác. Sao đúng? Một. Wow. Chính xác. Lai Châu mà. Lai là Lai, Châu là Châu Báu. Thôi em ơi, thắng rồi đừng có hỏi nữa, người ta biết mình xạo đó. Trời ơi, lấy mà cũng không hiểu luôn. Nơi nào một thuở chia ly, Hoài Lang dạ cổ nhớ hoài ai ơi. Bạc Liêu Giấc mơ tình yêu. Trời ơi, quá dễ anh mà còn biết nữa. Ừ, sao vậy? Ủa, anh có nói đâu. Bạc Liêu. Anh cứ nói là anh khẩu hình miệng chứ bộ. Đâu Bạc Liêu của anh sao? Bạc Liêu. Cái miệng gì sao vậy? Nghe như là leo.
lấy những lon tên tỉnh có từ Giang. Lấy những lon tên tỉnh có từ Giang. Ủa? Ủa gì vậy? Cá nhân hả? Đâu có tôi đi siêu thị rồi thôi. Đâu có biết đâu. Đâu có biết đâu. Cá nhân thôi mà. Cá nhân nha. Thanh xà. Thanh xà về đây có được phá hoại một cái nữa. Thôi. Còn một cái nữa thôi. Còn cái Lâm cầm hết rồi Lâm ơi. Mẹ già đã đi siêu thị hết rồi. Đâu anh đi coi. Tiền Giang nè. Trời ơi đi lẹ quá vậy. Hà Giang nè. Kiên Giang, Hậu Giang. An Giang, em là Kiên Giang. Tới tôi, tới tôi. Kiên Giang nè, Bắc Giang nè, Trường Giang nè, anh qua đây đứng đây. Trường Giang nè, anh qua đây đứng đây. Anh ngồi đi. Đây ạ. Bên đây là 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13 13 Vậy đội chiến thắng chính là màu cam. Trời ơi, Jennifer này may mắn quá anh ơi. Yeah. Jennifer mẹ. Xin mời Lâm nhận phần thưởng cho đội mình. Gái lên xuống đi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn chú Bạch Sa. Quốc ha. Ôi, ngàn uy trời ơi. Kiên Giang à. Xi măng hai bộ á. Hư rồi, em hư rồi. 5.000 hiếm á. 5.000 hiếm á. Trời, cái này hiếm lắm á nha. Ừ, hiếm lắm luôn. Cái này dễ gì mà ngoài rào ở ngoài chợ mà có được. Đúng rồi, đó, mày đúng rồi đó. Trời, khó lắm á. Cái này bây giờ đang bán lại, cái này là cái này bán lại 20 triệu đó. Trời ơi, bán đi. Trang nhiêu tờ ta? 100 tờ. 5 triệu. Sao 5 triệu được? Trời ơi, 5 triệu. Nhiêu tính tờ là ai có học tính dùm cho đây? 8 tờ là 5 chỉ. Mặt buồn hẳn luôn kìa, mặt buồn hẳn luôn. Em hơn thua rồi em rồi hả? Tiền bạc quá, mặt buồn hẳn luôn. Tiền. Em thấy ham tiền quá. Tôi lấy tiền này tôi mua cái đầu cho em làm mắc cười đó. Tôi lấy tiền này tôi mua cái đầu cho em làm mắc cười đó. Dạ, yeah, em cười đây.